Xin chào các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích video. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Thiên Quan Tứ Phúc, giọng đọc Lãm, chương 12. Cũng nhờ Phu Giao nhắc đến nữ quỷ tiên cơ mới khiến y thức tỉnh. Vừa nhắc tới nữ quỷ tiên cơ, khó tránh liên tưởng đến hai vị tướng họ Bùi. Phía Bắc là địa bàn của hai vị Bùi tướng quân mà Phù Giao từng thuận miệng đề cập. Trước khi phi thăng, vị tiểu Bùi tướng quân từng làm một cái việc đồ thành. Đồ thành nào? Rất có khả năng chính là thành cổ Bá Nguyệt. Những chuyện như thế này, các thần quan trên Thượng Thiên Đình cũng không có chê trách. Muốn làm nên chuyện, ai mà chẳng có chút đổ máu. Nhưng dù sao, đồ thành cũng không phải là cái chuyện dễ vang gì cho cam. Nếu như lưu truyền quá rộng rãi, khó trách ảnh hưởng đến cái việc thu nạp tín đồ mới. Bởi vì thế, sau khi phi thăng, thường phải che giấu một chút. Vậy nên, tuy mọi người đều biết có cái chuyện như thế, nhưng hẳn do là không có nắm rõ tình hình cụ thể trong đó, hoặc là không có muốn điều tra kỹ. Suy cho cùng, nếu không có thù oán sâu nặng gì, ai lại đi rảnh rỗi đào bới gốc gác của người khác, đắc tội với cái chỗ dựa sau lưng của người ta cơ chứ? Tạ Liên chậm rãi nói. Gương mặt chôn dưới đất kia nói, trong số chúng ta có một người đã ở đây 5-60 năm trước. Câu này, ban đầu ta nghi ngờ có thể là lão đã nói dối để dụ dỗ một người khác đến gần. Tuy nhiên, cũng có rất khả năng đó là thật. Trong số những người này, người đầu tiên ta nghi ngờ chính là ngươi. Đội buôn luôn đi theo ngươi. Ngươi nói muốn đưa bọn họ đến đâu cũng là được. Ta sống ở trong nước Bán Nguyệt mấy năm cũng chưa từng gặp rắn đuôi bò cạp. Vậy mà các ngươi tùy tiện tìm cái chỗ trú tránh bão cát, lại đúng cái dịp gặp được cái độc vật hiếm có này. Ta bảo ngươi đi theo ta tìm cỏ thiện nguyệt. Trước khi đi, ngươi còn cố ý chỉ đường cho những người khác, nói cho bọn họ biết phương hướng của thành cổ Bán Nguyệt, để cho những người kia chờ không được bọn ta trở về cũng sẽ có thể tự mình đi được. Khi nãy trên hố tội nhân, rõ ràng ta đã nói nếu xảy ra cái chuyện gì, ta sẽ lên trước. Thế mà người xưa nay bình tĩnh như ngươi vẫn đột nhiên nhảy xuống, tự tìm đường chết một cách vô nghĩa. Dừng lại một chút, y lại nói tiếp. Hành vi của ngươi kỳ lạ như thế, nhìn đâu cũng thấy không có hợp lý. Vậy mà đến bây giờ, ta mới phát hiện ra ngươi là ai, thật sự quá muộn phải không? Tiểu Bùi tướng quân, hoặc nên nói là A Chiêu. Đáy hố im phăng phắc, hồi lâu sau, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên. Thế ngươi chưa từng nghĩ rằng, biết đâu cái kẻ mà cái gương mặt chôn ở dưới đất nói chính là thiếu niên áo đỏ bên cạnh ngươi à? Lời vừa dứt, một cái ngọn lửa đột nhiên bừng sáng ở dưới núi hố tạo nhân. Ánh lửa rọi sáng hai bóng hình màu máu đứng đối diện nhau. Một người là Tam Lang áo đỏ, đã cất binh khí, đang đứng nghiêm túc mà ung dung. Người còn lại là một thanh niên áo vải, còn đặt ngang một thanh kiếm ở trước người, chưa hề buông tay. Bởi vì khắp người thanh niên này dính đầy máu, thoạt nhìn cứ như là một cái thân áo đỏ vậy. Gương mặt lạnh toát, bả vai khiêng một người, quả nhiên chính là thanh niên áo chiêu kia. Thật ra, bất luận là bản tôn của vị tiểu Bùi tướng quân hay là A Chiêu, biểu cảm bình chân như vậy và quá đổi bình tĩnh trên mặt của hắn vẫn không hề thay đổi. Chỉ là Tạ Liên chưa bao giờ nghĩ theo cái hướng đó nên mới không liên tưởng hai người này với nhau. Người hắn đang khiêng trên vai đúng là Bán Nguyệt, thả rắn đuôi bò cạp ra, e rằng hắn định thừa dịp hỗn loạn mà đưa Bán Nguyệt đi. Nhưng nếu thân phận đã bị bại lộ, vậy không cần rây rối loạn nữa. Dòng rắn khắp bốn phía và mưa rắn từ ở trên trời giáng xuống cũng ngừng quấy phá, còn hắn thì một tay thu kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt Bán Nguyệt ở trên vai xuống. Khắc Ma ở một bên kinh ngạc mà hỏi, ngươi là ai? Chẳng phải ngươi ngã chết rồi sao? A Chiêu chẳng buồn nhìn Khắc Ma mà chỉ nhìn chằm chằm Tam Lang, cảnh giác cao độ, chỉ dùng cái tiếng Bán Nguyệt nói một câu, Khắc Ma, qua mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì. Có lẽ cái giọng điệu bình thản khiến cho người khác giận sôi này cũng khá là quen thuộc. Sau khi nghe xong, gương mặt ngăm đen của Khắc Ma tức khắc dày lên phẫn nộ. Là ngươi, Bùi Túc, người Trung Nguyên hèn hạ. Nếu không phải Khốn Tiên Cát đang trói chặt gã, chỉ sợ là gã đã nhào tới mà liều mạng từ lâu rồi. Hèn hạ gì lúc đó, trong lời mắng của cái đám binh sĩ Bán Nguyệt lại lẫn từ kỹ nữ, coi bộ không phải đang mắng Tạ Liên. Đơn giản là vì cùng là người Trung Nguyên, bọn chúng mới nghĩ đến Bùi Túc công thành, rồi lại liên tưởng đến Bán Nguyệt, tiện thể mắng nàng luôn. Tạ Liên nói, có phải Bán Nguyệt đã dạy cho ngươi cách điều khiển rắn đuôi bò cạp không?
Trước đó, y đã nghĩ lũ rắn đuôi bò cạp ra ngoài cắn người này nếu thật sự không phải do Bán Nguyệt sai khiến, lại không có lý do giải thích vì sao chúng đột nhiên không có chịu nghe lời. Vậy chỉ có một cái lý do để giải thích là còn một người nữa cũng biết điều khiển rắn đuôi bò cạp. Bởi vì tổng cộng có hai người khác nhau đang điều khiển rắn đuôi bò cạp riêng biệt, cho nên rắn đuôi bò cạp do người kia chỉ huy tất nhiên sẽ không có nghe lệnh Bán Nguyệt. Đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn. Bùi Túc nói, nàng ta không có dạy ta, nhưng nàng ta điều khiển thế nào, ta tận sức tự học. Tòa Liên gật đầu, dù gì, tiểu bùi tướng quân cũng thông tệ hơn người, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là các ngươi đã quen biết rất nhiều năm rồi. Hồi nhỏ Bán Nguyệt bị trẻ con Bán Nguyệt xa lánh, chỉ có trẻ con người Hán chơi thân với nàng. Mà những đứa trẻ đó, tuy rằng y không thể nhớ rõ từng đứa, nhưng vẫn nhớ mang máng khá nhiều đứa là con cháu trong quân đội đóng ở biên giới. Sau đó lớn lên, phần lớn cũng gia nhập quân đội, biết đâu Bùi Túc chính là một trong số đó. Bằng không, khó mà giải thích vì sao Bán Nguyệt trời sinh ủ ê khó gần lại đột nhiên quen biết vị tướng quân của quốc gia đối địch, hơn nữa còn chịu thông đồng với giặc. Đây chỉ là một cái suy đoán, nhưng nhìn cái phản ứng của Bùi Túc, hình như đoán không có sai. Tạ Liên hỏi, Bán Nguyệt thật sự truyền tin cho ngươi, thông đồng với ngươi mở cửa thành hay sao? Bùi Túc nói, đúng vậy. Bên kia, Khắc Ma phun một cái ngụm nước bọt, vẫn còn mắng người. Bùi Túc hèn hạ, tháo dây ra, để ta liều chết với hắn thêm lần nữa. Bùi Túc lạnh tanh mà nói, thứ nhất, 200 năm trước chúng ta đã liều chết một trận rồi, ngươi đã thua. Thứ hai, xin hỏi ta hèn hạ ở chỗ nào? Khắc Ma gắt giọng mà nói, nếu như không phải hai người các ngươi thông đồng với nhau, nội ứng ngoại hợp, chúng ta làm sao thua được? Bùi Túc nói, Khắc Ma, ngươi đừng có không có chịu thừa nhận. Lúc ấy, mặc dù ta chỉ dẫn theo 2.000 người, nhưng từ đầu tới chí cuối, 2.000 người đó vẫn dễ dàng thắng được 4.000 người của ngươi. Bất kể cổng thành có mở hay không, ngươi đã định phải thua. Tạ Ly nhìn không được mà nghĩ thầm, dưới trướng chỉ có 2.000 người mà bị phái đi đánh một cái quốc gia. Chắc là không phải lúc làm người, cái vị tiểu bùi tướng quân này ở trong quân đội còn bị xa lánh hơn cả mình đó chứ. Mặc dù cảm thấy Bùi Túc sẽ không có nói dối, song Tạ Liên vẫn cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Nếu ngươi đã thắng dễ dàng như vậy, vì sao phải thông đồng với Bán Nguyệt? Bùi Túc không có để ý tới Khắc Ma, nói bằng tiếng Hán. Vì để ta đồ thành. Nghe như vậy, ngoại trừ Khắc Ma, những người còn lại trong đây đều sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, Tạ Liên vẫn dịu giọng mà hỏi. Cái gì gọi là vì để ngươi đồ thành? Nếu ngươi đã sắp thắng, cần gì phải nhất quyết đồ thành cơ chứ? Bùi Túc nói, cũng vì chúng ta sắp thắng nên nhất định phải đồ thành. Bởi lẽ một đêm trước khi công thành, thủ lĩnh của nhiều gia tộc Bán Nguyệt liên hợp với nhau tổ chức hội họp, bí mật giao hẹn một việc. Nghe đến đó, Tạ Liên có linh cảm nguyên nhân mà Bùi Túc sắp tiết lộ có lẽ khiến cho người ta trố mắt nghẹn lời. Vì vậy càng tập trung tinh thần mà hỏi, chuyện gì? Bùi Túc khoan thai mà nói, người Bán Nguyệt trời sinh tính tình hung hãn, lại cực hận người Trung Nguyên. Cho dù biết mình sắp thua, bọn họ cũng sẽ không có chịu chấp nhận. Nam nữ già trẻ khắp nước Bán Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, cố ý dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo gấp một cái lượng đồ vật. Tạ Liên đã mơ hồ đoán được đó là cái thứ gì, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Mà cái thứ Bùi Túc thốt ra, quả nhiên là cái thứ mà trong lòng y đã nghĩ, thuốc nổ. Bùi Túc nói từng câu từng chữ, bọn họ dự định lỡ như thành đổ trận tan, sẽ bảo dân chúng nước mình giấu một đống thuốc nổ này vào trong người, lập tức tản ra, trốn chạy các hướng, đổ vào Trung Nguyên, cố ý trà trộn vào những nơi đông người, chờ cơ hội gây bạo động. Nói cách khác, mặc dù bản thân phải chết, bọn họ cũng muốn càng kéo theo nhiều người Trung Nguyên chết theo. Dẫu cho nước mất, bọn họ cũng thề phải phá cho những cái kẻ diệt nước mình không có được yên. Tạ Liên lập tức quay sang Khắc Ma, dùng tiếng Bán Nguyệt nhanh chóng thuật lại vài câu mà hỏi, chuyện này là thật sao? Khắc Ma chẳng hề có ý định che giấu, có lẽ cũng không cảm thấy có gì sai, gã ngẩng đầu mà nói, thật. Nghe vậy, Tam Lan nhướng một bên lông mày mà nói, ác độc, quá ác độc. Không biết là hắn có phải cố ý hay không, câu này hắn nói bằng tiếng Bán Nguyệt. Khắc Ma giận dữ mà quát, ác độc, các ngươi có tư cách gì mà nói bọn ta ác độc? Nếu không phải các ngươi đánh bọn ta, sao bọn ta bị ép đến cái mức đó? Các ngươi hãm hại bọn ta, bị bọn ta trả thù lại, việc này có gì sai? Bùi Túc lạnh lùng mà nói, nếu sự thật là thế, vậy chi bằng chúng ta tính rõ ngay từ đầu nhé. Hắn nghiêng đầu mà nói, người Bán Nguyệt cố tình gây sự ở biên giới bao nhiêu lần rồi? Nước Bán Nguyệt có ác ý chặn đường bao nhiêu đội buôn và lữ khách đi từ Trung Nguyên đến Tây Vực?
các ngươi thừa biết nước mình có mã tặc chuyên chặn đường cướp bóc trắng trợn và tàn sát người Hán, thế nhưng lại cố tình bao che. Binh sĩ mà người Hán phái đi vây quét đạo tặc lại bị các ngươi giết sạch với cái lý do là xâm phạm vượt ranh giới, ác độc không? Tốc độ nói của Bùi tướng quân không có nhanh, giọng điệu cũng không kích động, nhưng chẳng hiểu tại sao, từng chữ một đều mang đến cái cảm giác chói tai. Khắc Ma hỏi: "Vậy các ngươi thì sao? Sao không nói các ngươi cưỡng ép chiếm đoạt quốc thổ của chúng ta trước?" Bùi Túc nói: "Nơi tiếp giáp giữa hai nước vốn đã nhập nhằng không rõ, sao tính là cưỡng ép chiếm đoạt?" Khắc Ma nói: "Hai bên đã sớm phân chia địa bàn là các ngươi không tuân thủ lời hứa." Bùi Túc nói: "Lúc đó phân chia chỉ có các ngươi đơn phương thừa nhận, chúng ta nhận bao giờ? Cái các ngươi gọi là phân chia chẳng gì là ngoài hoang mạc chia hết cho chúng ta, ốc đảo chia hết cho các ngươi, thật nực cười." Khắc Ma gắt giọng: "Ốc đảo vốn là của bọn ta, từ trước đến bây giờ đều là của bọn ta." Hai bên nào cũng cho mình là đúng, chỉ nghe bọn họ cự cãi mà Tạ Liên đau hết cả đầu. Lần tranh chấp này khiến y nhớ lại cái ngày bị kẹp ở giữa đánh cho mặt bầm dập và 200 năm trước, mặt lại loáng thoáng phát đau, dường như cũng chịu hết nổi cái việc tiếp tục trao đổi với Khắc Ma. Bùi Túc tung ra một chưởng đánh ngất Khắc Ma lần nữa, đoạn nói với Tạ Liên: "Nên là người thấy đấy." Hắn hít nhẹ một hơi mà nói: "Trên đời này có rất nhiều việc căn bản không thể nói rõ được, chỉ có thể đánh thôi." Tạ Liên thở dài: "Ta đồng ý câu trước của ngươi." Tam Lang tiếp lời: "Ừ, ta đồng ý câu sau." Tạ Liên dời mắt về phía Bán Nguyệt, cúi đầu ngồi dưới đất ở bên cạnh, chăm chú nhìn nàng chốc lát rồi quay đầu nói: "Ta không thể nói chính xác ai đúng ai sai, vậy nên ta sẽ không nói. Mặc kệ Bán Nguyệt mở cổng thành là vì cái lý do gì, đã mở thì phải chịu trách nhiệm. Vì thế nàng mới bị cái đám binh sĩ treo cổ trên hố tội nhân. Người vừa chết, mọi chuyện cũng đã kết thúc." Bùi Túc lại khôi phục cái vẻ bình chân như vậy kia mà nói: "Phải." Tạ Liên nói: "Còn sống mắc nợ, còn sống trả, nhưng nếu sau khi chết vẫn còn tác loạn thì đó lại là cái vấn đề khác." Bùi Túc lạnh nhạt mà nói: "Bán Nguyệt không có tác loạn." Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, vậy tức là ngươi thừa nhận những người đi lạc đường và có cổ thành Bán Nguyệt đều do ngươi dẫn vào, đúng không?" Im lặng trong giây lát, Bùi Túc trầm giọng mà đáp: "Đúng vậy." Tạ Liên hỏi: "Vì sao?" Lần này Bùi Túc không có trả lời. Tạ Liên nói: "Gần 200 năm rồi, dù gì ngươi cũng phải cho những người mà bị mình dẫn vào thành cổ Bán Nguyệt một cái lý do, một công đạo chứ." Bùi Túc vẫn lặng thinh như trước, mặt không có đổi sắc. Khi nãy hắn xem như là hỏi gì đáp nấy, nhưng bây giờ như thể hạ quyết tâm, nhất quyết từ chối không trả lời. Tạ Liên đang định hỏi, đúng lúc này y chợt nghe một cái tiếng động kỳ lạ. Tiếng động này truyền từ ở trên đỉnh đầu của mọi người, vù vù ào ào, nghe như là gió lớn xích rào. Chờ cho tới khi động tác đó đến gần, cuối cùng Tạ Liên cũng có thể xác định đây quả thật là gió lớn đang xích rào. Trận gió này đến quá đột ngột và mãnh liệt, thế nên Tạ Liên còn chưa có hiểu rõ tình huống ra sao, cơ thể đã nghiêng ngả, toàn thân bay lên. Một cái trận gió bỗng nhiên xuất hiện trút thẳng từ trên cao xuống đáy hố tội nhân, cuốn cả đám người bay lên trời. Tạ Liên thoáng cái túm lấy Tam Lang gần mình nhất mà nói: "Cẩn thận." Tam Lang cũng trở tay nắm Tạ Liên, sắc mặt không hề thay đổi. Tạ Liên cảm thấy trời đất giao đạo, cơ thể cấp tốc bay lên không trung, khựng lại một lát rồi bỗng nhiên rơi ngược trở xuống. Y vội vã tôn Nhược Gia Lăng ra, dỗ dành nó trong lúc cấp bách: được rồi, không sao đâu, nhanh lên, Nhược Gia Lăng ngoan, ra cứu cái đi." Sờ soạn mấy cái, cuối cùng Nhược Gia Lăng cũng bay ra. Tiếc rằng bốn phía trống hoác trụ lũi, loại trừ cái hố tội nhân to đùng này, đúng là không tìm được bất cứ cái thứ gì để nắm. Nhược Gia Lăng bay một vòng rồi lại rụt trở về, bất đắc dĩ quá. Tạ Liên đành phải tự mình điều chỉnh tư thế rơi xuống đất ngay ở trên không trung. Nếu là trước kia, chắc 8 phần 10 y lại chốc đầu rơi thẳng xuống đất. Nhưng lần này, vào cái khoảnh khắc gần chạm đất, Tam Lang thuận tay đỡ lấy y. Y thế mà lại hạ cánh đúng chuẩn. Lúc giày đạp vững ở trên mặt đất, Tạ Liên vẫn không thể tin nổi. Nhưng cảm giác không thể tin nổi này nhanh chóng phai mất, bởi vì y vừa đáp xuống đất đã trông thấy một cái bóng áo đen loạn choạng đi ở trước mặt mình. Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, mừng rỡ mà nói: "Nam Phong." Quả nhiên là Nam Phong, nhưng mà Nam Phong chật vật nhếch nhác, toàn thân Nam Phong trông như là lăn lộn mười mấy vòng trong cái bụi đất, rồi lại bị ném vào cái đống cầm thú gà bay chó sủa chà đạp cả đêm, quần áo khắp người rách tả tơi, thảm hại không thể tả nổi. Nghe Tạ Liên gọi, Nam Phong chỉ giơ tay lên lẳng lặng lao qua mặt, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Tạ Liên đỡ lấy Nam Phong mà hỏi: "Người sao thế? Bị hai cô nương kia đánh cho một trận hả?" Lời còn chưa có dứt, chỉ thấy hai bóng người sau lưng Nam Phong đi tới. Một trong số đó chính là nữ đạo sĩ áo trắng kia, phất trần gác trong cái khuỷu tay, cười tủm tỉm mà chào hỏi Tạ Liên: "Chào Thái tử điện hạ." Mặc dù không biết đối phương là ai, Tạ Liên cũng phải đáp lễ lại, nhưng không biết xưng hô thế nào, chỉ đành mỉm cười nhấc tay chào hỏi: "Chào đạo hữu." Nữ đạo sĩ áo đen còn lại thì lạnh lùng liếc sang đây, không để ý đến Tạ Liên. Lúc tia mắt đến Tam Lan thì khựng lại, dường như cảm thấy người này rất là đáng ngờ, chân còn dừng giây lát. Trận gió vừa rồi thổi những cái người ở dưới đáy hố lên trên hết. Hai cái nữ đạo sĩ lướt qua Tạ Liên đi thẳng về Bùi Túc. Thấy người đến, Bùi Túc cũng không tỏ ra bất ngờ. Dù gì lúc trước đóng vai A Chiêu, hắn đã gặp qua hai người này trong thành một lần rồi. Bùi Túc quỳ gối tại chỗ, cúi đầu trước nữ sĩ áo trắng mà nói khẽ: "Phong sư đại nhân." Vừa nghe bốn chữ này, Tạ Liên sửng sốt tại chỗ. Mệt thân y còn một mực cho rằng đây là yêu tinh thủy quái đến từ cái phương nào, không ngờ lại là thần quan trên thượng tiên đình, đã vậy còn là phong sư nữa, là phong sư rải 10 vạn công đức trong thông linh trận. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng không có gì không đúng, lúc đó nữ đạo sĩ áo trắng nói mấy kẻ đó lại trốn đi đâu rồi, lẽ nào muốn ta tìm từng người một ra giết hay sao? Mới khiến y tưởng rằng nàng không phải là người lương thiện, nhưng thật ra cái kẻ đó chưa chắc ám chỉ bọn họ, có khả năng là ám chỉ người bán nguyệt. Có điều do ấn tượng ban đầu đóng vai trò chủ đạo, thế nên y mới cảm thấy mọi cử chỉ của đối phương đều lộ ra vẻ yêu tà quỷ dị. Đối với thần quan rải một phát 10 vạn công đức, Tạ Liên không khỏi ấp ủ một cái loại cảm giác sinh kính nể khó tả. Y nói với Nam Phong: "Sao ngươi không nói sớm cho ta biết đây là phong sư? Ta đoán liệu có phải là xà tinh hay bò cạp tinh gì đó không? Quá thất lễ đi mất." Sắc mặt hơi xa sầm, Nam Phong nói: "Làm sao ta biết đó là phong sư được? Ta chưa từng thấy phong sư đại nhân trong cái hình hài này. Rõ ràng phong sư vẫn luôn là..." "Mà thôi bỏ đi." Nghe lời Nam Phong nói, hình như lúc trước ở Thượng Tiên Đình, phong sư không có mang dáng hình này. Nếu vậy cũng khó trách, Tạ Liên đã hiểu mà nói tiếp: "Sao phong sư đại nhân lại đến cửa ải Bán Nguyệt vậy?" Nam Phong nói: "Đến giúp đỡ, lúc nãy bọn họ đi dạo trong thành Bán Nguyệt là đang tìm cái đám binh sĩ Bán Nguyệt này." Tạ Liên lập tức nhớ ra, lần đầu tiên mình hỏi chuyện của cửa ải Bán Nguyệt trong thông linh trận, giữa bầu không khí xấu hổ, vị phong sư này bỗng nhiên rải 10 vạn công đức, đánh lạc hướng cái sự chú ý của người khác, sợ rằng lúc đó đã chú ý đến những cái gì y đang hỏi. Tạ Liên trầm ngâm suy tư. Bên kia, phong sư ngồi sõm đứng trước mặt Bùi Túc mà nói: "Tiểu Bùi tướng quân, chuyện lần này ngươi làm e là hơi quá rồi. Thân là thần quan Thượng Tiên Đình, thế mà lại thả phân thân tác loạn ở cửa ải Bán Nguyệt gần 200 năm, khiến cho vô số người đi đường lạc lối, biến thành vong hồn dưới miệng của binh sĩ Bán Nguyệt. Bất luận thế nào, đây cũng không thể xem là việc nhỏ được." Bùi Túc cũng không có biện bạch gì, cúi đầu mà nói: "Vãn bối biết." Phong sư vẫy vẫy phất trần mà nói: "Ngươi biết là tốt rồi, ngươi hãy tự kiểm điểm lại đi, lên trên rồi nói sao." Bùi Túc khẽ nói, sợ nhắn nhủ với hắn xong, phong sư cắm phất trần vào sau cổ áo, đứng bên cười nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Với Tạ Liên mà nói, ngưỡng mộ đã lâu thật sự không phải là lời khen gì cho cam, nhưng dù gì cũng chỉ là chút lời nói chót lưỡi đầu môi mà thôi. Tạ Liên cũng cười đáp: Nào có, phong sư đại nhân mới là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Phong sư nói: "Lúc trước thật sự ngại quá đi." Tạ Liên ngơ ngác hỏi: Lúc trước sao vậy?" Phong sư nói: "Lúc trước chẳng phải các huynh gặp một cái trận bão cát trong sa mạc sao?" Tạ Liên nhớ lại, còn phản phất cảm thấy miệng mồm đầy cát mà nói: "Phải." Phong sư nói: "Là ta nổi lên đó." Phong sư ung dung mà nói: "Ý định ban đầu của cái việc nổi bão cát là ngăn các người đến nước Bán Nguyệt. Nào ngờ các huynh chẳng bị cuốn đi mà còn nghiêng trái ngã phải tìm đến được nữa chứ." Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy không có ổn. Nổi bão cát ngăn cản bọn họ đến cửa ải Bán Nguyệt, việc này lại bỗng dưng xảy ra, cố ý gì đây? Nhưng tạm thời y vẫn án binh bất động, không trả lời câu nào, để nghe đối phương nói ra sao. Dừng lại một chút, phong sư nói: "Nhưng mà chuyện này thái tử điện hạ huynh đừng lo nữa thì hơn." Tạ Liên nhìn Bán Nguyệt cuộn mình nằm ở dưới đất, trong lòng chợt hiện lên cái dự cảm không lành. Ban đầu y lo lắng nếu chuyện này chọc lên Thượng Thiên Đình, chúng thần quan tùy tiện tăng giảm vài nét bút, thay đổi nguyên do, thế là biến thành Tiểu Bùi vô tội, Bán Nguyệt gánh tội thay.
Bây giờ nửa đường bỗng xuất hiện một cái vị phong sư bảo y đừng lo cái chuyện này nữa. Thế chẳng phải càng giống như là muốn bao che cho Tiểu Bùi sao? Tạ Liên bình tĩnh bước lên trước một bước, chắn ở trước mặt người Bán Nguyệt, dịu giọng nói: "Nhưng chuyện này ta đã lo xong rồi, bây giờ mới nói không cần ta lo nữa cũng không bằng thừa. Huống chi Tiểu Bùi tướng quân còn có chuyện chưa giải thích rõ ràng mà." Chú ý đến động tác của y, phong sư cười một tiếng mà nói: "Huynh có thể yên tâm, quốc sư Bán Nguyệt huynh có thể mang đi trước." Điều này trái lại nằm ngoài dự tính của Tạ Liên. Y ngẩn ra, phong sư lại nói tiếp: "Đầu đuôi ngọn nguồn của mọi chuyện khi nãy chúng ta đứng ở bên trên cũng đã nghe cả rồi. Tuy quốc sư Bán Nguyệt này đã đạt cấp hôn, nhưng lúc ta dạo trong thành thấy nàng nhốt binh sĩ Bán Nguyệt vào trận pháp mà mình thiết lập, còn thấy nàng ấy thả những người phàm bị binh sĩ bắt, chẳng những không hại người mà còn cứu người. Người mà ta muốn mang đi chỉ có Tiểu Bùi tướng quân và Khắc Ma, huynh không cần phải lo lắng ta kéo ai gánh tội thay." Nếu đối phương đã nói thẳng như thế, Tạ Liên cũng yên tâm, nói một tiếng hổ thẹn. Phong sư lại nói: "Huynh lo lắng như vậy cũng là bình thường thôi mà." Có vẻ không thể chịu được cái việc ở đây thêm giây phút nào, nữ đạo sĩ áo đen đứng ở bên cạnh nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi." Phong sư nói to: "Xí, ngươi gấp cái gì? Ngươi càng gấp, ta càng nói nhiều hơn đó." Nói thì nói vậy, lúc quay đầu nàng vẫn mỉm cười, lấy một cái chiếc quạt giấy ở bên hông ra mà nói: "Thái tử điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta hẹn gặp lại trên Thượng Tiên Đình nhé." Tạ Liên gật đầu, phong sư bèn mở quạt giấy ra, chỉ thấy trước mắt chiếc quạt viết một cái chữ phong nằm ngang, mặt sau vẽ ba cái luồng gió mát. Nhìn cũng đoán được đây là pháp khí của phong thần quan. Phong sư quạt trước ba cái, quạt ngược ba cái, trong lúc bất chợt đất bằng lại nổi lên một cái trận gió to. Gió thổi đất đá bay mù trời, mờ cả mắt. Tạ Liên nâng tay áo chắn gió, chờ khi trận gió qua đi, hai cô gái và Bùi Túc, Khắc Ma đều biến mất. Chỉ còn lại Tạ Liên, Tam Lan, Nam Phong cùng với Bán Nguyệt ngủ mê man. Tạ Liên thả tay áo xuống, vẫn còn có chút ngơ ngác mà hỏi: "Tình huống gì thế này?" Tam Lan thông thả đi tới mà nói: "Tình huống rất tốt." Tạ Liên nhìn hắn mà hỏi: "Rất tốt à?" Tam Lan nói: "Rất tốt, phong sư bảo huynh đừng lo, là đang giúp huynh đấy." Nam Phong cũng đi tới mà nói: "Đúng vậy, việc này huynh đã lo nhiều lắm rồi. Tiếp theo chỉ còn tìm đế quân để cáo trạng thôi, cái chuyện cáo trạng huynh đừng có xen vào nữa." Tạ Liên đã hiểu mà nói: "Bởi vì Bùi tướng quân sao?" Nam Phong nói: "Không có sai, lần này xem như là huynh đắc tội Bùi tướng quân triệt để rồi." Tạ Liên cười nói: "Dù sao cũng đã lường trước được ít nhất sẽ đắc tội một cái vị, về phần rốt cuộc đắc tội vị nào hình như cũng không có quan trọng lắm." Nam Phong nhíu mày: "Huynh đừng có tưởng ta nói đùa, ngoại trừ thần võ điện, điện võ thần có thế lực lớn nhất chính là Minh Quang Điện. Bùi tướng quân rất coi trọng Tiểu Bùi, xưa nay vẫn muốn Bùi Túc là đá Quyền Nhất Chân xuống, chắc chắn sẽ kiếm chuyện với huynh cho coi." Tạ Liên hỏi: "Quyền Nhất Chân chính là võ thần phía Tây mà ngươi nói sao?" Nam Phong đáp: "Chính là hắn, Quyền Nhất Chân cũng là người mới, thời gian phi thăng rất gần Bùi Túc, tuổi còn trẻ, tính tình hơi... nhân cũng lợi hại lắm. Bùi tướng quân cố tình bảo Bùi Túc giành hết tín đồ của hắn ở phía Tây. Mà Bùi Túc cũng rất là tài giỏi, mấy năm gần đây làm việc suôn sẻ, nào ngờ huynh vạch ra cái vụ này. E rằng Bùi Túc sẽ rắc rối to, chẳng biết có bị giáng chức hay không, ngộ nhỡ hắn bị giáng chức, huynh cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem." Tạ Liên so cán đường, âm trầm mà quyết định: "Sau này ăn cơm uống nước đi đường phải cẩn thận hơn một chút." Tam Lan lại không có để ý mà nói: "Không cần phải lo, gã Bùi Minh này rất kiêu ngạo, không có giở trò đâm lén đâu." Nam Phong nhìn hắn một cái mà nói: "Đúng vậy, Bùi tướng quân sẽ không giở trò đâm lén với huynh, nhưng bản thân huynh vẫn nên cẩn thận một chút." Tạ Liên nói: "Vậy phong sư thì sao? Phong sư bảo ta đừng có xen vào, tức là nàng chịu trách nhiệm đi cáo tạng. Nói như thế thì chẳng khác nào đổi thành nàng đắc tội với Bùi tướng quân." "Thôi đừng, chúng ta gọi nàng trở lại thì hơn. Nam Phong, ngươi có biết khẩu lệnh thông linh của phong sư đại nhân là gì không?" Nam Phong lại nói: "Huynh không cần lo lắng cho phong sư, Bùi tướng quân dám đụng vào huynh chứ không dám đụng vào nàng đâu. Tuy tuổi tác của nàng nhỏ hơn huynh, nhưng nàng hòa đồng tốt hơn huynh rất nhiều." Tạ Liên im lặng không phải vì tổn thương, mà là đang nghĩ thầm: "Chẳng lẽ trong Thượng Tiên Đình này còn có ai hòa đồng hơn mình hay sao? Làm gì có." Tam Lan lại cười nói: "Phong sư có người chống lưng, tất nhiên sẽ hòa đồng tốt rồi." Tạ Liên hỏi: "Để nói nữ đạo sĩ áo đen bên cạnh nàng ta hả?"
Tam Lang nói, không phải, nhưng người mặc áo đen hẳn là một vị trong ngũ sư Phong Thủy Vũ Địa Lôi, không khuyến khích đắc tội. Phong sư có thể nổi gió trên đất bằng, hiển nhiên pháp lực cao cường, còn nữ đạo sĩ áo đen rõ ràng hơn hẳn một bậc. Nhớ lại cánh mắt nàng ta nhìn Tam Lang, Tạ Liên cảm thấy nàng ta có vẻ phát hiện được cái điều gì đó. Y cảm giác không ổn, bèn nói, ta đồng ý với đệ. Có điều còn một câu Tạ Liên cảm thấy mình không cần phải nói ra, chỉ nhủ thầm, có người chống lưng chưa chắc là hòa đồng tốt nha. Phải biết rằng, năm xưa người chống lưng cho Thái tử Tiên Lạc chính là đệ nhất võ thần của ba giới trong ngàn năm qua, Quân Ngô. Nhưng mà y cũng có hòa đồng được đâu. Tạ Liên nhặt cái chiếc mũ rơi dưới đất lên phủi phủi, thấy không có bị dẹp mới thở phào nhẹ nhõm, đeo nó lên lại, quan sát Nam Phong một lát rồi nói, chắc không phải ngươi bị hai cái vị đại nhân kia đuổi đánh suốt một đường đâu nhỉ? Nam Phong đen mặt mà nói, đúng thế, đánh suốt một đường. Tạ Liên vỗ vỗ vai của Nam Phong mà nói, cực thân ngươi rồi. Dứt lời, chợt nhớ tới một người cũng cực khổ lắm, bèn quay lại hỏi, Phù Giao đâu? Nam Phong nói, không phải cái tên đó đang trông chừng những người trúng độc hay sao? Ý nói, từ lúc bọn họ bị cái trận gió to cuốn lên thì không nhìn thấy Phù Giao nữa. Thật ra, kể từ khi A Chiêu hiện thân, Tạ Liên không còn phát hiện được Phù Giao. Nếu Phù Giao không chạy ngay từ lúc đó thì là lúc trận gió to nổi lên. Phù Giao có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình, Tạ Liên cũng không quá lo lắng cho cậu ta. Nhưng vừa nghe Nam Phong nhắc tới trúng độc, một câu đánh thức người trong mộng, hai người đồng loạt kêu lên, cọ thiện nguyệt. Tam Lang nói, đừng gấp, trời vừa sáng thôi. Nhưng mà chuyện cứu mạng người làm sao không gấp được. Cho dù là còn lâu nữa mới tới 12 canh giờ, ai biết dọc đường có xảy ra cái chuyện gì nữa hay không. Tạ Liên cũng không còn tâm sức đâu mà quan tâm Phù Giao nữa. Y cõng Bán Nguyệt dưới đất lên lưng, lao về phía hoàng cung. Đến hoàng cung, sau khi thả Bán Nguyệt xuống, Tạ Liên đi tới ngắt vài cái nắm cỏ thiện nguyệt lớn. Gương mặt chôn dưới đất kia vẫn còn nằm ở trên đất, chẳng có gì ngoài cái đống xương trắng và một cái gương mặt máu me thịt be bét. Nếu là trước đây, có lẽ Tạ Liên đã tiện tay đào một cái hố chôn lão. Nhưng mà thứ nhất, đang vội cứu người. Thứ hai, lão ta đã bị chôn ở dưới đất mấy chục năm, chắc không có bao giờ muốn quay lại nữa đâu. Tuy nhiên, hài cốt của thương nhân kia lại chẳng thấy đâu. Tạ Liên ngừng tay, đang cảm thấy kỳ lạ, chợt thấy Tam Lang nhặt một cái chiếc bình gốm nhỏ đi từ trong cung điện ra. Thấy thế, Tạ Liên nói, Tam Lang giỏi lắm, cảm ơn đệ. Những vật không phải người đều có thể nuôi trong bình gốm. Hiện tại Bán Nguyệt đang suy yếu, gọi mãi cũng không có tỉnh. Tạ Liên bèn thu nhỏ cô bé lại, cho vào trong bình gốm, ngắt cỏ xong, cuối cùng mọi người vội vàng quay trở về. Lúc này đã là qua 4 canh giờ kể từ lúc bọn họ gặp phải gắn đôi bò cạp. Đến nơi Phù Giao vẽ vòng tròn, các thương nhân vẫn còn ngoan ngoãn ngồi chờ bên trong, không có dám ra ngoài đi lung tung. Ông lão kia uống thuốc mà Nam Phong đưa, tình trạng vết thương được khống chế khá tốt. Cộng thêm dùng cỏ thiện nguyệt trong uống ngoài đắp thì nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã có thể đi lại được. Chỉ là Tạ Liên cảm thấy mình không cần phải nói cho ông lão biết phân bón của cỏ thiện nguyệt là cái gì. Qua một hồi, mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu đua nhau sốt sắng hỏi thăm cái nhóm thiên sinh còn chưa có trở về. Lúc nãy Tạ Liên vội vã ngắt cỏ thì cũng không có để ý cái nhóm thiên sinh đang nghĩ có nên dứt khoát quay lại tìm hay không, thì chợt nghe một cái giọng thiếu niên hô to ca ca thúc thúc bá bá, càng chạy càng gần. Tạ Liên vừa quay đầu, quả nhiên đúng là thiên sinh. Thiếu niên này cầm một cái nắm cỏ thiện nguyệt lớn ở trong tay, theo sau là còn hai thương nhân nữa, ai cũng là thở hổn hển. Hỏi ra mới biết, thì ra phía trên hố tội nhân, Bán Nguyệt quét một cái đám binh sĩ xuống dưới, rồi bắt cái nhóm thiên sinh đi. Ban đầu nhóm thiên sinh sợ chết khiếp, ngờ đâu Bán Nguyệt dẫn bọn họ xuống dưới, chỉ đường rồi thả bọn họ đi. Bọn họ sống sót trở ra, hối hả ngắt cỏ thiện nguyệt, chôn thi thể của thương nhân kia, rồi liều mạng chạy về. Nhưng mà so ra vẫn chậm hơn cái nhóm người Tạ Liên một chút. Nói tóm lại, sau khi hộ tống đội buôn này ra khỏi sa mạc, cuối cùng sự việc mới xem như là đến hồi kết. Có điều, ngay lúc sắp chia tay, thiên sinh lén lút chạy đến tìm Tạ Liên, mập mờ hỏi, ca ca, ta hỏi huynh một cái vấn đề nha. Tạ Liên nói, ngươi hỏi đi. Thiên sinh hỏi, thật ra huynh là thần tiên phải không? Tạ Liên có hơi ngạc nhiên, bởi vì trước đây có dạo y thường lớn tiếng hô to với người khác là nói ta là thần tiên, ta là thái tử điện hạ mà chẳng có ai thèm tin. Lần này y còn chưa có mở miệng, đối phương đã hỏi y có phải là thần tiên hay không, quả thật khiến cho y hơi bất ngờ. Thiên sinh vội nói, ta thấy huynh sử dụng pháp thuật nha, huynh yên tâm,
ta sẽ không nói với người khác đâu. Tạ Liên nhủ thầm, nói sao nhỉ, người có nói cũng chẳng có ai tin. Thiên Sinh nói, lần này may mà nhờ có huynh, nếu không ta đã bị cái đám binh sĩ ma quỷ đen thui đó đá xuống hố rồi. Khi nào về ta sẽ xây miếu cho huynh, chỉ thờ riêng huynh thôi. Thấy cậu ta vỗ vỗ ngực, làm dấu to như vậy nè. Tạ Liên buồn cười, vui vẻ mà nói, vậy cảm ơn ngươi nhiều. Dù rằng cậu nhóc hoàn toàn không rõ xây miếu là cái việc trọng đại cỡ nào, song nhận được cái lời hứa hẹn như thế, bất luận có thực hiện được hay không, Tạ Liên cũng rất là hứng khởi, y phất tay một cái, đi về hướng khác. Nam Phong phát động thuật rút ngang giảm đất, đưa bọn họ trở về Bồ Tề Quán, mở cửa, Tạ Liên lấy cái chiếu ra, trải dưới đất, sau đó nằm lên chiếu hệt như một cái xác. Động tác liền mạch lưu lót, Tam Lan cũng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm mà nhìn y. Tạ Liên thở dài mà hỏi, chúng ta đi mấy ngày rồi? Tam Lan nói, chắc tầm 3-4 ngày. Tạ Liên thở dài, 3-4 ngày thôi mà sao mệt dữ vậy ta? Kể từ sau khi phi thăng, y thường xuyên mệt như con chó, đây thật sự không phải là ảo giác. Thở dài xong, y ngẩng đầu hỏi, Nam Phong, ngươi còn chưa có về báo tin sao? Nam Phong nói, báo tin gì? Tạ Liên nói, ngươi không phải là thần quan của Nam Dương Điện sao? Đi một phát 3-4 ngày, tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi à? Nam Phong nói, hiện giờ tướng quân nhà ta không ở trong điện, không có để ý tới ta đâu. Tạ Liên bò dậy mà nói, ừ, ngươi ở lại cũng tốt. Nam Phong hỏi, huynh muốn làm gì? Tạ Liên ôn hòa nói, ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn, đãi ngươi một bữa. Nghe như vậy, Nam Phong lập tức biến sắc, sau đó giơ tay lên, khép chặt hai cái ngón tay đặt ở bên Nguyệt Thái Dương, như thể đang nhận được cái thông linh của ai đó. Đoạn đứng dậy mà nói, trong điện có việc, ta đi trước. Tạ Liên nâng tay mà nói, Nam Phong, đừng đi mà, sao có việc đột ngột như vậy, lần này thật sự là cực thân ngươi. Nam Phong quát, có việc thật đó. Thấy Nam Phong lao ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lan, xem ra cậu ta không có đói bụng. Tam Lan còn chưa có trả lời, chỉ nghe rầm một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, chặn ở cửa mà nói, hai người các ngươi. Tạ Liên và Tam Lan sóng vai ngồi trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong mà hỏi, hai người chúng ta thế nào? Nam Phong chỉ Tam Lan, rồi lại chỉ Tạ Liên, nghẹn hồi lâu mới nói, ta sẽ còn quay lại. Tạ Liên nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nam Phong nhìn lướt qua Tam Lan lần nữa, rồi đóng cửa bỏ đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước Tam Lan, nghiêng đầu mà nói, xem ra thật sự là có việc. Y lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi, cậu ta không đói, vậy còn đệ? Tam Lan cũng cười tủm tỉm mà đáp lại, ta đói rồi. Tạ Liên mỉm cười, đoạn đứng dậy, xoay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ mà nói, được rồi, vậy đệ muốn ăn chút gì không? Qua thành. Phía sau im lặng trong giây lát, tiếp theo một tiếng cười khẽ truyền đến, so ra thì ta vẫn thích xưng hô Tam Lan hơn. Tạ Liên vẫn không có quay đầu mà hỏi, Nguyệt Vũ Thám Hoa? Hoa Thành đáp, Thái tử điện hạ. Tạ Liên xoay người, mỉm cười nói, lần đầu tiên nghe đệ gọi ta như vậy đó. Thiếu niên áo đỏ ngồi trên chiếu, chống một chân lên mà hỏi, cảm giác thế nào? Tạ Liên ngẫm nghi một lát, cuối cùng vẫn không có hỏi hắn, sao sau này đệ không có gọi ta là ca ca nữa, mà chỉ nói, cũng tạm, cũng tạm. Y nói tiếp, hôm đó ở núi Dữ Quân, Tần Lan dắt ta đi là đệ phải không? Ý cười bên khóe miệng của Hoa Thành càng sâu hơn, bây giờ Tạ Liên mới nhận ra hình như cái câu này mang một cái ý nghĩa khác. Y vội vàng sửa lời, sau đó nói một cách nghiêm trang, ý ta là người đóng giả Tần Lan dắt ta đi ở núi Dữ Quân là đệ phải không? Hoa Thành lại nói, ta không có đóng giả Tần Lan. Nếu thật sự mà nói như thế cũng đúng, lúc đó thiếu niên nọ không có nói mình là Tần Lan hay gì cả, chỉ dừng bước ở kiệu hoa, sau đó chìa tay ra. Là bản thân Tạ Liên đi theo hắn, Tạ Liên nói, được rồi, vậy tại sao lúc đó đệ lại xuất hiện? Hoa Thành nói, câu hỏi này đáp án chỉ có hai mà thôi. Một, ta cố tình nhằm về Thái tử Điện Hạ mà đến. Hai, đi ngang qua, rảnh quá, huynh cảm thấy cái nào thì đáng tin hơn? Tính thử cái số ngày đối phương hao phí ở bên cạnh của mình, Tạ Liên nhủ thầm, cái nào đáng tin hơn thì không có dám nói, nhưng đệ có vẻ là rảnh thật đó. Tạ Liên dùng tay trái nâng khuỷu tay phải nâng cằm lên, ánh mắt đảo qua người của Hoa Thành, gật gù nói, đệ không có giống như trong truyền thuyết lắm. Hoa Thành đổi tư thế, vẫn hai tay chống má, nhìn Tạ Liên chằm chằm mà hỏi, ồ, vậy sao huynh biết được ta là ta? Trong đầu Tạ Liên toàn là hình ảnh tán dụ dưới mưa máu, dây bạc vang len keng, giáp cổ tay lạnh lùng như băng.
Nghĩ thầm, đệ có thật lòng muốn giấu đâu, nhưng mà lời đến bên miệng chẳng hiểu sao lại thay đổi. Y nghiêm túc nói, đệ mặc một thân màu đỏ, lại có vẻ biết bất tất tần tật, gì cũng làm được, chẳng sợ chi hết. Thăm dò kiểu nào cũng không có lộ sơ hở, tất nhiên là đạt tới cảnh giới tuyệt trở lên. Nếu mà nói như thế, ngoại trừ cái vị huyết thủ thám hoa mà chúng thần tiên nhắc đến là biến sắc, hình như không có nghĩ ra được người nào nữa cả. Hoa Thành cười nói, huynh nói nhiều như vậy, ta có thể xem như là huynh đang khen ta hay không? Tạ Liên nghĩ thầm, lẽ nào đệ không nghe ra, vốn dĩ là thế à? Hoa Thành nói tiếp, nếu đã nói nhiều như vậy, sao Thái tử Điện Hạ không hỏi ta tiếp cận huynh với mục đích gì? Tạ Liên nói, nếu đệ không muốn nói, ta hỏi, thì đệ có nói cho ta biết không? Hoa Thành nói, vậy huynh có thể đuổi ta đi mà. Tạ Liên nở nụ cười, đệ thần thông quảng đại như thế, cho dù bây giờ ta đuổi đệ đi, nếu đệ thật sự muốn làm gì đó, đệ lại chẳng đổi một cái tấm da khác trở lại à. Hai người bèn nhìn nhau mà cười. Đúng vào lúc này, một tiếng lăng lăng lóc bỗng phá vỡ cái sự im lặng ngắn ngủi trong bồ tề quán. Hai người nhìn theo cái hướng phát ra âm thanh, không có một ai, chỉ có một cái chiếc bình gốm nhỏ màu đen lăn ở dưới đất. Đó là chiếc bình gốm nhỏ nuôi Bán Nguyệt, lẽ ra nó được Tạ Liên tiện tay đặt ở trên chiếu, nhưng chẳng biết tự ngã từ bao giờ, lăn vèo tới cửa, bị cánh cửa gỗ mà Hoa Thành làm chặn lại. Thế là tông từng cái một vào cái cửa, sợ nó cứ thế tông vỡ chính mình, Tạ Liên bèn đi đến bên cửa. Chiếc bình gốm nhỏ lập tức lăn một mạch về bên bãi cỏ bên ngoài cửa, Tạ Liên đi theo sau nó, chiếc bình gốm nhỏ đó lăn đến một cái mảnh cỏ rồi dựng đứng lên. Rõ ràng chỉ là một cái chiếc bình, nhưng tại sao lại tạo cho người ta cái cảm giác nó là đang nhìn ngắm sao trời? Hoa Thành cũng đi khỏi bồ tề quán. Tạ Liên nói với cái chiếc bình gốm, Bán Nguyệt, muội đã tỉnh chưa? May mà lúc bọn họ trở về từ sa mạc đã là trời khuya, nếu không để người ta nhìn thấy Tạ Liên nửa đêm nửa hôm đứng ở ngoài hỏi một cái chiếc bình muội sao rồi, ắt hẳn sẽ bị hết hồn cho mà xem. Hồi lâu sau, trong chiếc bình nhỏ phát ra một cái giọng nói ủ rũ của một thiếu nữ, Hoa tướng quân. Tạ Liên ngồi sõm bên cạnh nó mà nói, Bán Nguyệt, muội ra đây ngắm sao hả? Muội muốn ra ngắm không? Hoa Thành đứng một bên, tựa vào một thân cây mà nói, nàng vừa ra khỏi thành Bán Nguyệt, vẫn nên ở trong một đó thời gian thì tốt hơn. Nghe ý kiến của Hoa Thành đề xuất, Tạ Liên cảm thấy rất là chí lý. Dù gì, trước đó Bán Nguyệt đã sống tại nước Bán Nguyệt hơn 200 năm, đột nhiên đổi sang một cái chỗ khác, sợ rằng khó mà ứng. Y nói, vậy muội cứ ở trong đó thêm một thời gian đi, bồi dưỡng cho tốt vào. Đây là nơi tu hành của ta, muội không cần lo những cái người khác, nào là tướng quân, binh sĩ, cũng không cần lo nữa. Chiếc bình lắc lư mấy cái, không biết là biểu đạt cái ý gì. Dừng một lát, Tạ Liên cảm thấy mình vẫn nên nói cho nàng biết rõ tình hình, cân nhắc một hồi, y mở miệng, Bán Nguyệt, thật ra không phải rắn của muội không nghe lời muội, mà là tiểu bùi tướng quân học lén muội cách điều khiển rắn, những người đó không phải bị rắn của muội cắn chết. Bán Nguyệt rầu rĩ mà nói, Hoa tướng quân, lúc đó tuy muội không thể nhúc nhích nhưng muội nghe được mà. Nghe vậy Tạ Liên sửng sốt, nhờ thế mới biết thì ra lúc đó Bùi Túc chỉ phong bế cái khả năng hành động của Bán Nguyệt chứ không phân bế tri giác của nàng. Tạ Liên nói, vậy tốt. Suy nghĩ một hồi, y nói tiếp, sở dĩ tiểu bùi tướng quân làm như vậy có lẽ vì không đành lòng nhìn binh sĩ Bán Nguyệt chịu khổ, muốn cho bọn họ cái sự giải thoát, tiếc rằng là dùng sai cách rồi. Chiếc bình lung lay, nói, Hoa tướng quân, Bùi Túc ca ca sẽ ra sao? Tạ Liên vuốt cánh tay áo mà nói, ta cũng không biết nữa, có điều làm sai thì phải chịu một ít trừng phạt. Im lặng trong chốc lát, chiếc bình lại lắc lư mấy cái, lần này cuối cùng Tạ Liên cũng nhìn hiểu, thì ra nó lắc lư như vậy là đang gật đầu. Bán Nguyệt nói, tuy rằng khắc ma cứ luôn miệng mắng huynh ấy, nhưng thật ra Bùi Túc ca ca không có xấu vậy đâu. Tạ Liên nói, vậy sao? Bán Nguyệt trả lời, ừ. Bán Nguyệt từ nhỏ tính tình lầm lì, chịu hết bài xích của trẻ em cùng lứa, chỉ chơi thân với vài thiếu niên trung nguyên. Mà xét cái việc Bùi Túc chỉ có 2.000 binh sĩ đã bị phái đi đến quốc thành thì hẳn là cũng ăn không ít quả đắng ở trong quân đội. Hai người này thoạt nhìn đều rất là khó gần, cảm giác không lạnh lùng thì cũng là ủ ê, nhưng mà đại khái cũng có điểm tương tự. Tạ Liên cũng không biết nên nói gì, giây lát sau mà nói, phải rồi Bán Nguyệt, Hoa Tạ là tên giả của ta, ta cũng không còn làm tướng quân từ lâu, muội không cần gọi ta là Hoa tướng quân nữa đâu. Bán Nguyệt nói, vậy muội nên gọi huynh là gì?
Đây cũng là một vấn đề, nếu Bán Nguyệt cứ trịnh trọng gọi y là Thái tử Điện Hạ, cứ thấy kỳ cục thế nào ấy. Vốn dĩ, Tạ Liên cũng không có để ý cái chuyện xưng hô, chỉ là muốn mở đề tài mới mà nói thôi. Bèn nói, hay là tỳ muội đi, tiếp tục gọi qua tướng quân cũng được. Chỉ là ở đây thật sự có một cái vị họ qua, gọi thế nào cũng có lẽ là hơi loạn, nhưng mà nghĩ sang cái hướng khác, lại nghĩ tới cái việc. Hoa Tạ tất nhiên là tên giả, lấy chữ đầu của Hoa Quan Võ Thần làm họ, còn Hoa Thành làm sao không phải là tên giả cho được. Tên giả mà hai người chọn vừa khéo cùng một họ cũng rất là thú vị quá chứ. Lúc này lại nghe Bán Nguyệt nói, xin lỗi Hoa tướng quân. Tạ Liên quay đầu nói bằng cái giọng có chút phiền não, Bán Nguyệt, sao muội cứ xin lỗi ta mãi thế? Chắc là tướng mạo của y chưa có đến mức khiến người ta nhìn một cái là thấy có lỗi đó chứ. Bán Nguyệt rút ở trong bình mà nói, muội muốn cứu vớt chúng sinh. Tạ Liên không hiểu. Bán Nguyệt lại nói, Hoa tướng quân, lúc trước huynh nói như vậy mà. Tạ Liên im lặng một hồi rồi vội vàng nói, khoan đã. Nghe y kêu to, Bán Nguyệt ở trong bình có vẻ sửng sốt mà hỏi, cái gì? Tạ Liên nhìn qua thành khoanh tay dưới gốc cây gần đó, nói nhỏ, hồi đó ta nói như thế thật à. Câu này rõ ràng là cái câu cửa miệng yêu thích nhất của y năm mười mấy tuổi. Trong mấy trăm năm sau này, hẳn là chưa bao giờ nhắc đến mấy cái từ ấy đấy chứ. Tạ Liên cảm thấy hơi khó tin. Bán Nguyệt nói tiếp, tướng quân, huynh đã nói mà. Tạ Liên vẫn còn muốn dạy dỗ mà nói, làm gì có. Bán Nguyệt nghiêm túc nói, đã nói rồi, có một lần huynh hỏi mọi người sau này lớn lên là muốn làm gì, tất cả mọi người đều nói, cuối cùng huynh cũng nói một câu, mơ ước ngày xưa của ta là muốn cứu vớt chúng sinh. Thì ra là thế. Tạ Liên đỡ trán mà nói, cái này Bán Nguyệt à, mấy lời thuận miệng đó muội nhớ rõ như thế làm gì? Bán Nguyệt ngơ ngác mà nói, là thuận miệng nói thôi sao, nhưng mà qua tướng quân muội cảm thấy huynh nói rất nghiêm túc mà. Tạ Liên bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời mà nói, vậy hả, chắc vậy quá, ta còn nói cái gì nữa nhỉ, ta quên hết trơn rồi. Bán Nguyệt nói, huynh còn nói hãy làm chuyện mà mọi người cho là đúng. Nghe xong, Tạ Liên nghĩ thầm, câu này rõ ràng là vớ vẩn mà, sao mình lại thích nói mấy câu như thế chứ chứ, mình có phải là người như thế đâu, mình là người như thế sao? Bán Nguyệt lại nói, nhưng mà muội không biết cái gì mới là đúng cả. Nghe vậy, Tạ Liên ngây ngẩn. Giọng nói rầu rĩ của Bán Nguyệt lại vang lên ở trong bình, hình như muội đang làm một cái chuyện đúng, nhưng kết quả lại là muội mở cổng thành cho quân địch vào đồ sát tộc thân của mình, quốc gia của muội không còn nữa. Nhưng nếu muội không mở cổng thành, người Bán Nguyệt sẽ đổ vào Trung Nguyên hại nhiều người hơn. Hoa tướng quân đối xử với muội rất tốt, lúc muội ở Trung Nguyên trên đường thường xuyên có người ném đồ ăn cho muội, thế nhưng Khắc Ma đối xử với muội cũng rất tốt, các binh sĩ đều nghe lời muội, muội trở về là thật lòng muốn làm quốc sư cho tốt. Vậy mà muội chẳng những mở cổng thành hại chết bọn họ, muội còn không có cho bọn họ ăn thịt người, bọn họ không ăn thịt người sẽ vô cùng đau đớn, mà muội lại không có giải thoát bọn họ khỏi cái sự đau đớn đó. Nàng nói năng không đầu không đuôi, nói loạn xọa một đống, cuối cùng mù mờ hỏi, dường như bất luận là muội làm cái gì đi chăng nữa, kết quả đều sẽ hỏng bét. Hoa tướng quân, muội biết mình làm không tốt, nhưng huynh có thể nói cho muội biết rốt cuộc muội làm không tốt ở chỗ nào không, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề không? Nghe nàng hỏi như vậy, Tạ Liên im lặng so so gáy một hồi, cuối cùng mở miệng nói, xin lỗi muội, Bán Nguyệt, vấn đề mà muội hỏi lúc trước ta không biết, bây giờ hình như là cũng không có biết. Bán Nguyệt buồn bã mà nói, Hoa tướng quân, muội cảm thấy là hơn 200 năm qua quả thật muội không biết mình đang làm cái gì nữa. Nghe nàng nói như thế, Tạ Liên càng sầu hơn. Vậy ta chẳng phải là sống uổng phí hơn 800 năm rồi sao? Để lại một nữ quỷ Bán Nguyệt ở trong bình tự ngắm sao trời, bình ổn cảm xúc, Tạ Liên và Hoa Hành quay về Bồ Tề quán, đóng cửa. Hoa Thành nói, Bùi Túc căm ghét người Bán Nguyệt như thế, sao lại vì không đành lòng nhìn binh lính Bán Nguyệt chịu khổ mới làm ra cái loại chuyện này? Tạ Liên thở dài mà nói, dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi. Về cái chuyện Bán Nguyệt, tốt hơn là nên cố gắng chọn nghe những cái lời đàng hoàng lọt tai một chút. Ngẫm lại, y vẫn lắc đầu mà nói, nếu thật sự muốn Bán Nguyệt nhanh chóng được giải thoát khỏi nước Bán Nguyệt, rõ ràng Bùi Túc có thể lựa chọn cách diệt sạch cửa ải Bán Nguyệt, vậy mà lại nhất quyết chọn cái cách dẫn người sống vào cửa ải Bán Nguyệt nuôi quỷ, thật sự là quá to gan.
Hoa Thành lại nói, hắn không thể làm vậy, dẫn người đi diệt, phải đi từ thiên đình. Tạ Liên nói, đi từ thiên đình thì sao chứ? Hoa Thành ung dung đáp, cực kỳ không ổn, mọi một nhóm thần quan đi từ thiên đình, đi đến đâu, muốn làm gì, tất cả đều được ghi rõ ràng. Trời cao phái người xuống, vậy nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ cửa ải Bán Nguyệt. Cô bé Bán Nguyệt của huynh cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, hắn chọn cái cách tự lấp liếm, những gì phải làm chẳng có gì ngoài cái việc rảnh rỗi dẫn vài người sống cho quỷ ăn. Nói đến đây, Hoa Thành cười một tiếng mà nói, thần quan phi thăng ấy mà, là trong mắt của bọn họ, một mạng người cũng không có bằng một con kiến. Đối với câu này của Hoa Thành, Tạ Liên từ chối bình luận, chỉ nói, vậy thật ra hắn có thể âm thầm làm cái phân thân hạ phàm để xử lý cái đám binh sĩ Bán Nguyệt này mà. Hoa Thành nói, sức mạnh của phân thân sẽ bị giảm. Huynh cũng thấy phân thân A Chiêu mà Bùi Túc quá thành rồi đó, đâu có giải quyết được nhiều binh sĩ Bán Nguyệt như thế, chỉ có nước chịu chết thôi, cùng lắm chỉ giảm bớt một cái lượng oán khí. Tạ Liên nhìn hắn, nhớ tới cái lúc Tam La nhảy xuống hố tội nhân, rồi giết sạch binh lính Bán Nguyệt ở dưới đáy hố trong tích tắc, xoay người nói, vậy phân thân của đệ cũng lợi hại quá đó chứ. Hoa Thành lại nhướng mày mà nói với y, dĩ nhiên, có điều ta là bản tôn. Nghe như vậy, Tạ Liên không nghĩ gì khác nữa, quay đầu kinh ngạc hỏi, hả, đệ là bản tôn sao? Hoa Thành nói, nếu là giả, bao đổi. Muốn trách thì trách sau khi nói xong câu này, biểu cảm của Hoa Thành cứ như đang mời gọi người ta tự thân thể nghiệm vậy. Thế là Tạ Liên còn chưa có phát giác mình đang làm gì, y đã giơ một ngón tay chọt má của Hoa Thành một cái. Chọt xong, bấy giờ Tạ Liên mới tròn tỉnh, trong lòng liên tục nhủ thầm tiêu rồi. Chẳng qua y chỉ tò mò rốt cuộc là tấm da quỷ của quỷ vương cấp tuyệt có xúc cảm như thế nào thôi. Không ngờ tay nhanh hơn não, nâng tay chọt một cái, quả nhiên dở hơi hết biết. Đột nhiên bị người ta chọt má, dường như Hoa Thành còn hơi giật mình, nhưng hắn xưa giờ luôn bình tĩnh như thường, sắc mặt nhanh chóng khôi phục, trái lại cũng không có nói gì, chỉ là một bên lông mày nhướng cao hơn, như thể đang chờ lời giải thích của Tạ Liên, ý cười hiện rõ trong ánh mắt. Tất nhiên Tạ Liên không đưa ra được cái lời giải thích nào, y nhìn cái ngón tay kia của mình, lặng lặng giấu nó đi, thuận miệng mà nói, được rồi, được lắm. Cuối cùng, Hoa Thành bật cười ha hả, khoanh tay nghiêng đầu mà hỏi, huynh cảm thấy tấm da này của ta được lắm à? Tạ Liên nói thật lòng, quá được ấy chứ, nhưng mà... Hoa Thành hỏi, nhưng mà cái gì? Tạ Liên nhìn chằm chằm mặt Hoa Thành, quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng y vẫn nói, nhưng mà ta có thể nhìn cái dáng vốn có của đệ không? Khi nãy hắn nói tấm da này, vậy chứng minh tuy rằng thân xác này là bản tôn, nhưng lớp da này không phải là tướng mạo vốn có. Dáng dấp thiếu niên này không phải là dung mạo thật của hắn. Lần này Hoa Thành lại không có trả lời ngay. Hắn thả cánh tay xuống, không biết có phải là gặp ảo giác hay không. Tạ Liên cảm thấy cái ánh mắt của hắn có chút phần ảm đạm, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chỉ cần không khí ngưng tụ một giây này, Tạ Liên đã biết câu vừa rồi chắc chắn không có phù hợp. Tuy rằng mấy ngày nay hai người ở chung rất là vui vẻ, nhưng mà nếu Hoa Thành chưa để lộ cái dung mạo thật, sau khi nói rõ thân phận cũng không cởi bỏ cái lớp ngoài này, vậy tất nhiên có cái lý do khác không thể nói với người ngoài. Chẳng đợi Hoa Thành trả lời, Tạ Liên đã cười nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đừng để bụng. Hoa Thành nhắm mắt lại, lát sau mỉm cười mà nói, mai này có cơ hội sẽ cho huynh nhìn. Nếu là người khác nói như vậy, hiển nhiên chỉ thuận miệng nói cho có lệ, mai này có cơ hội, chẳng khác nào, đừng nghĩ nữa, hãy quên nó đi. Nhưng nếu Hoa Thành đã nói như thế, Tạ Liên cảm thấy hắn nói mai này, tức là mai này, nhất định sẽ làm được, khiến cho y không khỏi nổi vài phần hứng thú mà cười nói, ừ, vậy chờ khi nào để cảm thấy được, thì cho ta nhìn nhé, bây giờ nghỉ ngơi trước đi. Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, Tạ Liên đã quăng bén cái ý định nấu cơm ra sau đầu, lại nằm dài xuống chiếu, Hoa Thành cũng nằm xuống theo. Cũng chẳng ai xoắn xích vì sao, sau khi đôi bên tự làm rõ thân phận, một thần quan, một con quỷ, vẫn có thể nằm chung trên một cái tấm chiếu rách, đùa cợt tán dóc. Trên chiếu không có gối, Hoa Thành gói lên cánh tay của mình, Tạ Liên cũng bắt chước hắn, gói đầu lên cánh tay, thuận miệng mà hỏi, bên quỷ giới của đệ coi bộ rảnh rỗi quá ha, không cần báo cáo trình diện à. Hoa Thành không chỉ gối đầu lên cánh tay mà còn cong chân lên mà nói, báo cáo trình diện gì, chúng ta mạnh ai nấy làm, không ai xen vào chuyện của ai. Thì ra quỷ giới là một cái đám côn đồ giả quỷ hỗn loạn vô tổ chức, Tạ Liên cũng không thấy làm lạ mà nói, thì ra là thế,
ta còn tưởng quỷ giới cũng thống nhất làm việc như thượng thiên đình chứ. Nói như vậy, vậy đệ đã từng gặp những cái quỷ vương khác chưa? Hoa Thành nói, gặp rồi. Tà Liên lại hỏi, gặp cả Thanh Quỷ Thích Dung luôn à? Hoa Thành nói, huynh nói cái thứ vô dụng phẩm vị thấp kém đó hả? Tà Liên nghĩ thầm, cái câu này biết đáp sao đây? Cũng may không cần đáp, Hoa Thành lại nói tiếp, từng chào hỏi rồi, gã chạy mất. Trực giác nói cho Tà Liên biết, chào hỏi này chắc chắn không phải là chào hỏi bình thường. Quả nhiên, Hoa Thành khoan thai mà nói, sau đó tiện thể được nhận cái lời bình huyết vụ thám hoa. Thì ra trước đó, nói hắn bưng cái ổ của một cái con quỷ khác, chính là Thanh Quỷ Thích Dung, còn chào hỏi mang nghĩa là máu rửa. Tạ Liên nghĩ thầm, chào hỏi cái kiểu này quả thật không có bình thường, y sờ sờ càm mà nói, Thanh Quỷ Thích Dung có hiềm khích với đệ à? Hoa Thành nói, có, chướng mắt gã,